Dịp Tết đang đến gần cũng là lúc nhu cầu đặt vé máy bay tăng cao. Một số người vì muốn mua vé giá rẻ đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò bán vé máy bay giá rẻ trên mạng. Đây không phải là hình thức lừa đảo mới, thế nhưng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi như lập các trang mạng xã hội ảo, tài khoản ảo, giả làm đại lý hoặc thậm chí còn lập các website có tên miền giống với trang web bán vé máy bay chính thức để lừa nạn nhân sập bẫy. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất là mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo vé máy bay với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, kẻ lừa đảo sẽ đặt chỗ, gửi khách hàng mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, chúng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Một phương thức khác là sau khi nhận được tiền của khách hàng, chúng vẫn xuất vé nhưng sau đó lại hoàn vé để thu lại phần lớn tiền, chỉ phải chịu mất một khoản phí hoàn vé nhỏ. Để tránh bị lừa mua vé giả trong dịp Tết, các hãng khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng. Ngoài ra, khách hàng cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé nhằm bảo vệ quyền lợi cho mình. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.